Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8, Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, đặt tại thành phố Cần Thơ, chính thức tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh chuyển về. Đây là một trong 12 trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước. Trung tâm có quy mô 200 giường được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nằm biệt lập với các khu vực điều trị khác của bệnh viện theo phân tầng điều trị của Bộ Y tế, trung tâm có nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng, nguy kịch tại thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Một bồn oxy 20 m khối đã được lắp đặt để phục vụ riêng cho trung tâm. Toàn bộ máy móc trang thiết bị từ kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục, máy thở đều đã sẵn sàng. Về nhân lực, bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ đã huy động 30 bác sĩ cùng 50 điều dưỡng để phục vụ. Trung tâm hồi sức tích cực được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo chuyên sâu về hồi sức tích cực sẽ góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong đối với các trường hợp COVID-19 tiên lượng nặng. Tính đến nay, thành phố Cần Thơ triển khai 22 bệnh viện điều trị COVID-19 với 5.600 giường, tổng số bệnh nhân đang điều trị gần 1.900 người.